Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm gắn cốt cam 6 ly 8 và cỏ u thì nó sẽ rất là tốt, nước sẽ rất là tốt, rất là khó lột nha. Đây là cỏ u này không, thì nước thép nó rất là tốt, thì gắn cam 6 ly 8 vô nó sẽ không bị lột. Còn nếu mà chúng ta gắn bằng cái cò cái rin hay là cò Trung Quốc thì không nổi. Và đặc biệt cam 6 ly 8 này sẽ không cần móc mắt mít tông nha, mình sẽ không móc mắt mít tông, đúng 6 ly 8 luôn nha. Còn những cam khác 6 ly rưỡi, 6 ly 4 rồi phải móc hết, 6 ly 9 cũng không cần móc luôn. Nhưng mà chúng ta lấy cái mẫu cam này vô, gắn vô mẫu cam vậy là rất là chuẩn. 6 6 8A đây, 6 ly 8 gói rất là cao nha. Đây, gói cao. Còn cái cam rin nó thì không gói không được cao đâu. Cái cam rin nó thì mình vượt qua bên đây rồi, để mình thấy cho. Gói này là gói rin. Cái đường gói này rất là thấp nè. Thì khi chúng ta gắn vô thì chúng ta sẽ cắt bớt lò xo và mài cái nón nó móc số móc luôn. Chúng ta sẽ cắt đi một mắt mắt lò xo này nè, cắt đi một mắt lò xo nhỏ cũng cắt luôn, cắt luôn gắn vô nó không thốn lò xo nha, chứ không nó thốn nó sẽ lột cò cam liền, nó sẽ chịu không nổi. Thì khi cái nón này chúng ta sẽ mài luôn, nếu không mài nó sẽ thốn vô cái phốt xúc bắp, nó sẽ thấy cái phốt xúc bắp thì đây mình sẽ mài đi, hạ thấp xuống. Bây giờ mình sẽ gắn vô rồi mình sẽ quay cốt cam cho anh em xem luôn nha. Mình sẽ gắn vô. Mình đã gắn xong cò cam xúc bắp thì mình đã chỉnh nó tương đối vô sát nhau rồi, cò hết ra rồi nha. Thì giờ mình sẽ quay hai cái xúc bắp này cho anh em xem luôn. Đây mình sẽ quay ha, mình sẽ quay hai cái xúc bắp này nè. Thì mình sẽ mài cái xúc bắp cái miệng này cho nó xéo. Thì khi cái gói cam của chúng ta nó cao á, mình quay á, thì nó sẽ không hai cái tàn này nha, hai cái tàn này sẽ không đá với nhau đây. Đó, nó lên xuống nó sẽ không đá với nhau nha. Còn chúng ta không mài nhiều lúc lò xo nó yếu á, nó xuống không kịp nó sẽ đá nhau, nó sẽ cong xúc bắp. Nên chúng ta sẽ mài đó. Đó, nó sẽ không đá hai cái xúc bắp này nè. Thì chúng ta canh như vậy thì sẽ không bị thiệt hại đến cây số bắp tại cam cao. Và chúng ta sẽ tiếp theo là canh thốn cò. Đây chúng ta sẽ quay gói cam lên hết, gói cam đậu lên hết rồi để im đó. Chúng ta sẽ dùng một cái chìa khóa 10, chúng ta sẽ nạy nó. Nếu mà nó nạy nó búng lên đó, nó búng như vậy nè ha, thì nó đã có độ hở, nó đã có độ hở lò xo và móng của nó hết rồi, thì nó sẽ không bị thốn cò cam. Như vậy là cách canh cò cam nha, nó sẽ không thốn. Nếu mà nó thốn thì nó sẽ lột cò, dù cò có tốt cái nào thì nó không có độ hở thì nó sẽ lột liền ha. À, đây mình sẽ coi cho anh em này. À, nó sẽ nhúng lên nè. Và tiếp theo mình sẽ kiểm tra thêm một cây nữa, đó là cây lửa và thêm cây xăng nữa. Đây cây này cây xăng, chúng ta sẽ quay lên hết. À, chúng ta sẽ kiểm tra lần nữa. Đây độ hở nó đã có, tại khi chúng ta gắn cái cam cao vô chúng ta không kiểm tra thì nó sẽ lọt cái cò này, cò cam lọt hết. Nếu nhớt giờ có nhớt bơm hay không bơm gì nó không sao lọt, tại vì nó thốn mà nó thốn nó kêu ghê lắm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách gắn cò cam gối cao, rồi cò cam gối cao thì chúng ta sẽ gắn, mình chỉ hướng dẫn thôi. Còn anh em nào có cách khác thì hay hơn thì sẽ chia sẻ cho mình thêm ha, comment hay gì đó nhắn tin lên cho mình biết, tại mình là thì mình làm nghề cho nó chuẩn hơn. Chúc anh em coi nào qua mà cố gắng cam cao ví dụ 6 ly 8, 6 ly 9 gì đó thì sẽ làm theo cách của mình ha, tại mình làm nhiều xe rồi chạy rất là đạt tiêu chuẩn ha. Thì chúc anh em làm được thành công nha, mình không có chỉ thợ đâu.
mình cứ chỉ cho anh em nào mới biết về xe hay gì đó thì mình sẽ làm cách này, còn thợ cứng cáp quá thì câu vô hồi nhiều lúc họ sẽ cười mình đó. Chúc anh em làm thành công nha. Sau khi gắn cam xong thì mình đã nổ máy được rồi, nói chung là gắn ti rất là nhuyễn nha, máy rất là êm, máy rất là êm, không có trục trặc gì hết nha, không có đụng đầu và cũng không có thốn nữa, bê tông là chưa móc mắt luôn nha. Đây, xe này là xe tàu nha, xe tàu luôn chứ không phải xe hãng Honda đâu. Gắn ti rất là chuẩn nhuyễn, còn ra rất là êm. Anh em nào muốn lên cam thì gắn cho chạy nhẹ xe thì cứ gắn cam này vô thì cũng là chạy rất là nhẹ, cũng không hao xăng nữa, đi bài riêng được.